đây là cái đường link này mình có thể để trên trang web của mình, trang mình có thể để trên Google hay là Facebook, thì khi khách bấm vào khách có thể tự booking online. Thì đấy, thì khách sẽ chọn các cái dịch vụ này, thế xong rồi chọn thợ này đó, thế xong rồi ấn vào đây chọn thợ, chọn ai này đấy, thế xong rồi ấn next, thế xong rồi khách có thể chọn cái số ngày, cái ngày mà khách muốn đặt, thì ví dụ ngày 31, xong rồi khung giờ đó, thế xong rồi số tên này, điện thoại này, tên này, email, thế xong rồi ấn booking thì nó sẽ booking và nó sẽ lưu hệ thống cho tiệm mình, rất là đơn giản.